Xin chào các bạn, phần tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn về việc thiết kế cái form dùng để lọc dữ liệu. Thì ở đây thường sử dụng nhất là thường mình sẽ lọc dữ liệu như sau. Ví dụ như mình chọn ngay cái combox là Nguyễn Thị Mỹ An, mình nhập cái giá trị tương ứng từ dưới đến, tức là tương ứng với số điểm. Sau đó mình nhấn liệt kê thì lập tức những cái thông tin này sẽ tương ứng với Nguyễn Thị Mỹ An và liệt kê cái số điểm tương ứng của kết quả lần 1 là từ 3 đến 4. Để làm được việc này thì thứ nhất mình cần thiết kế một cái form dạng tabular để hiển thị kết quả này. Cái thứ hai mình sẽ tạo ra một cái combox. Ở đây combox mình sử dụng là thiết kế bằng tay, không thể thiết kế bằng wizard được, do cái chức năng của mình khi mình thiết kế bằng wizard nó sẽ lỗi. Rồi sau đó mình sẽ tạo cái nút và từ và đến, và cái nút liệt kê mình sẽ tạo ra một cái macro lệnh tương ứng. Thì để làm việc này mình sẽ làm như sau. Mình sẽ sử dụng wizard, mình thiết kế các cái dữ liệu tương ứng của nó. Ở đây mình cần mã số sinh viên, họ tên sinh viên nằm ở bảng sinh viên. Họ tên sinh viên. Mã số môn học, tên môn học nằm bảng môn học. Cái thứ hai là học kỳ niên khóa. Rồi, kết quả 1, kết quả 2. Sau đó là tên lớp và tên khoa. Tên lớp nằm bảng lớp. Tên khoa sẽ nằm ở bảng khoa. Next. Ở đây nó không sắp xếp gì hết, nên mình chọn là bài đăng ký. Trang hiển thị là tabular. Giờ mình đặt lại cái form của mình là thông tin về sinh viên. Sau đó finish. Ở đây kết quả. Giờ mình sẽ thực hiện lọc dữ liệu. Khi lọc dữ liệu mình sẽ đầu tiên là những cái đơn giản mình sẽ làm trước. Ví dụ như ở đây mình có cái label là kết quả học tập. Trong chữ kích cỡ chữ. Rồi. Ở đây mình sẽ tạo ra cái combox. Ở đây combox không sử dụng bằng wizard, nên mình trẻ combox ra đây. Thì mình sẽ chọn cancel, mình không sử dụng bằng wizard. Rồi, để thiết kế ra combox này mình sẽ thực hiện việc là ngay cái thuộc tính là control sort của combox hoặc là row sort, chọn nút 3 chấm. Đưa thông tin đây là tên của sinh viên. Lấy họ tên sinh viên. Chọn yes, enter. Cần cái label đây là họ tên. Để dễ dàng cho quá trình sử dụng thì mình đặt cái tên combox này là tìm HT, là quy tắc của từ tìm họ tên. Rồi, để lọc cái dữ liệu kết quả từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm thì mình sẽ có cái textbox gọi là từ. Rửa tên nó lại là đây là từ. Rồi, cái test box thứ hai là đến. Bạn sẽ đặt ở đây là đến. Và cái nút cuối cùng mình chỉnh lại cái line. Rồi, sau đó tới cái nút. Nút lệnh đây mình sử dụng bằng macro nên mình chọn cancel. Nút đây là nút liệt kê. Thì đây nó chưa có kết quả gì hết. Thì bạn click chọn chưa có kết quả gì hết, mấy bạn chọn
và nhập vô dữ liệu vô, mình nhập từ 3 đến 6 chẳng hạn, chọn liệt kê nó sẽ chưa có kết quả gì hết. Giờ để thực hiện nó, mình chọn ngay cái nút liệt kê, vô thuộc tính event, chọn ngay chỗ on list, rồi chọn cái nút số 3, chọn macro builder, chọn open. Ở đây mình chọn đặt tên của macro. Ở đây macro đây là điều kiện để lọc dữ liệu, nên mình sẽ có cái macro lệnh gọi là apply filter dùng để lọc dữ liệu. Mình có thể đặt là filter name nếu điều kiện lọc. Cái thứ hai là mình sẽ đặt cái tên của cái form này. Thứ nhất là khi mình đánh cái liệt kê, mình chọn liệt kê thì cái họ tên sinh viên này sẽ bằng với họ tên sinh viên của Combox. Cái điểm kết quả này, kết quả 1 nó sẽ lớn hơn cái từ và thêm cái nữa là kết quả 1 này sẽ nhỏ hơn cái điểm đến. Đó là điều kiện của mình. Để xây dựng nút lệnh thì mình chọn nút 3 chấm. Rồi, thêm một phần mình cần xác định là form của mình ở đây là form đăng ký 2, giờ mình phải save nó lại cái mới được. Rồi, mình nút 3 chấm. Đây nó sẽ có thành ghi lệnh. Đầu tiên nhất là mình sẽ lấy là cái họ tên của mình SV. Tức là họ tên, cái trường họ tên nó phải giống với cái combox của mình. Mình vô cái form, load form của mình là hiện tại là form đăng ký, nó sẽ bằng với cái tìm họ tên này. Cái thứ hai, and điều kiện là cái kết quả 1 của mình, rồi mình gánh vô cái trường tất cả 1, nó phải lớn hơn hoặc bằng cái từ và cái trường kết quả 1 của mình, nó bé hoặc bằng cái trường đến. Đó là đủ điều kiện. Sau đó enter, đóng lại, chọn Z để xem nó lại. Bây giờ mấy bạn xem kết quả ha. Mình chọn đây Nguyễn Thị Mỹ An 36, chọn liệt kê thì đây nó sẽ liệt kê cái kết quả ra. Cái sai của các bạn khi mấy bạn làm, nếu các bạn sử dụng cái nút lệnh là mình sử dụng bằng wish. Ở đây cái combox mình nói với các bạn là các bạn sử dụng bằng mình sửa một tí xíu, tạo bằng design, mấy bạn tạo bằng wizard. Đây mình tạo kết quả, cái này là cái sai của các bạn ha. Mình chọn ngay sinh viên, mình đưa cái trường sinh viên đưa vô Mỹ An. Đây chọn cái gì cũng được hết. Các bạn xong finish. Đặt tên ở đây giống như tên lúc đầu là mình hướng dẫn các bạn là tìm HT. Rồi, khi bạn list đây mấy bạn chọn là Nguyễn Thị Mỹ An, mấy bạn chọn liệt kê, nó lại không thể ra kết quả được. Lý do tại sao? Thì mình có thể giải thích cho các bạn là khi mình vô cái rau sụt của cái combox này, mình sẽ thấy là ở đây nó có hai trường là mã số sinh viên với họ tên sinh viên. Trong khi đó cái combox do mình tạo ra nó chỉ có cái họ tên sinh viên thôi, nên vì vậy nó sẽ dễ dàng lưu trữ kết quả được. Vì vậy cái mình đang làm ở đây là nó sai, nên mấy bạn lưu ý giùm mình khi các bạn làm sử dụng thiết kế combox bằng design, không sử dụng bằng wizard. Đó là một. Cái thứ hai, cái query, cái macro cuối cùng mình hướng dẫn với bạn đó là macro auto enter, gọi là macro tự động chạy. Thì để tạo macro tự động chạy, nó sẽ có các hành động tương ứng của nó là open form hoặc open query gì đó. Giả sử ở đây mình chọn là open form, tôi muốn mở tự động cái form nào, form 2A đi, tôi sẽ tự động mở form 2A. Thì khi đó mấy bạn đặt cái tên lưu trữ ở đây, mấy bạn lưu trữ chính xác cái tên giùm mình là auto access. Khi bạn đặt đối với macro auto access và auto key, mấy bạn phải đặt chính xác cái tên thì lúc đó nó mới chạy. Macro này sẽ thực hiện như sau. Khi bạn chọn cái quản lý sinh viên của mình đang làm, mình chọn no, chọn yes open, thì lúc đó cái auto access nó sẽ chạy đầu tiên để nó khởi động cái action của mình yêu cầu. Đó là những cái thông tin về macro mà mình cần lưu ý cho mấy bạn, để mấy bạn khi mấy bạn làm, mấy bạn sẽ sử dụng nó trở nên đơn giản hơn. Rồi,